như cô Mai nói, bạo lực nè, dùng cái lời lẽ sỉ vả làm nhục đối phương của mình nè. Nhưng mà có những cái kiểu gian nó cũng ngộ mà lạ lùng lắm. Thí dụ như là người vợ cứ nghi là chồng mình có cái đối tượng nào đó thì hay lục bóp, xét bóp nè, coi có cái gì không. Rồi cái nhiều khi là tịch thu tiền, lương đủ tiền xe, đổ xăng, đổ cộ, hút thuốc thôi, thì không làm gì có tiền mà đi chơi với bạn gái được. Thì đó cũng là những cái kiểu gan. Chị Kim Xuân, trong cuộc sống chị có thấy cái cặp nào mà có những cái trận gan nào mà dữ dội chưa, và họ xử trí cái gan nó như thế nào? Chúng ta lên mạng thì chúng ta thấy rất là nhiều gan, rồi mướn người rập mặt, ghen rồi mướn người xăm trên mặt để cho cái cô gái đó không còn xinh đẹp nữa. Và thậm chí như Cát Tường nói là mình ghen và mình phong tỏa vấn đề tài chính của cái người bạn đời để người đó không có điều kiện để đến với đối tượng khác. Tất cả những điều đó nó đều xuất phát bằng một cái là chúng ta đã bị mù quáng. Tôi lại không nghĩ rằng mình có thể tìm được tình yêu bằng những cái kiểu như vậy. Tại thường người ta nói là có yêu mới có ghen, nhưng cái đó em nghĩ nó không phải là, lúc đó không phải là yêu nữa rồi. Cái đó là cái ích kỷ của bản thân á chị. Có thể đầu tiên bắt nguồn là hai người yêu nhau nó có ghen tuông, nhưng mà khi đó nó vượt xa cái vấn đề về cái tình yêu rồi. Nó thuộc về cái tôi của mỗi con người, mình lớn quá rồi mình không kiềm chế được. Thường hỏi anh Thế Anh đi, anh nghĩ là chúng ta có cần thiết ghen hay không? Cũng phải có một chút cần thiết, nhưng mà ghen thì một mức là xây dựng nó vừa phải thôi, để chia sẻ mà hai đứa khăng khít với nhau hơn. Nhưng mà trong cuộc sống vợ chồng của anh chị thì từ trước đến nay là cái trận mà ghen dữ nhất á, thì anh hay chị đã làm gì đối phương? Thực chất hai chồng ghen thì nói chung là ghen là toàn ghen yêu không à, chưa bao giờ có bạo lực thôi. Chưa có một cái gì gọi là dẫn đến, nói chung là dùng những cái lời lẽ vu vơ để nói nhau, để khích nhau, để truyền tải cái thông điệp của đối phương. Ví dụ như anh này rất là nhiệt tình, cứ ai hỏi là nói, ai hỏi là nói, mà nhiều khi toàn cô gái hỏi. Nên nhiều khi em cũng rút ra kinh nghiệm cho bản thân là bây giờ thôi, thay vì để cho cô gái đó tới hỏi ảnh thì mình nhảy ra luôn, à mình trả lời luôn, coi như là mình không đúng, đó không để đó. Cho anh cô đó phải tiếp xúc với ảnh. Cô Xuân Lệ xin lỗi con, cô Xuân Lệ có cảm giác này. Đúng là cái dáng dấp của chồng con là một người tốt bụng. Dạ. Yeah. Cho nên khi hỏi đường thì người ta cảm giác là người ta an toàn. Tại vì bây giờ đâu có phải chuyện hỏi đường mà đơn giản con. Dạ. Yeah. Đó, thành ra đáng lẽ là con phải cảm ơn vì người ta thấy người ta có thể tin tưởng chồng con được. Dạ. Chứ con đừng làm gì tội nghiệp đó. Tại vì nãy giờ trong ba tập là mình nghe là bạn Tiên là có cái vẻ hơi ấm ức tấm tức cái chuyện ghen hồi chồng mình, tại vì đây có tin nhắn, có cái nhân vật cụ thể là có thể là hơi là hoành tráng nhất. Đây Tiên có thể chia sẻ là cái lần nào mà cao độ nhất thì bạn đã làm gì chồng bạn? Lần đó là cao điểm nhất đó chị. Là làm gì? Dạ, lần đó là em bắt ảnh là phải xóa ngay cái số chị người đó, xong rồi phải trả luôn cái thẻ kia, và đồng thời phải gọi điện cho cái chị đó và phải nói là chị đừng liên lạc đến số gì nữa. Chính xác. Dạ. Cái vấn đề là phải gọi điện cho cái chị đó mà đừng liên lạc nữa, chứ giờ kêu em kêu xóa số nhưng mà tao lưu qua chỗ khác rồi cũng không. Chị phản đối em chuyện này. em đồng tình không, mấy con bỏ cản như vậy là quá đáng không? Mọi quan hệ vẫn có thể giữ, nhưng nếu như con tin. Vậy còn anh ghen với vợ anh là anh ghen cụ thể là anh làm gì? Bây giờ thương quá không, đâu có thể nào mà đánh đập hai chữ mới gì. Trời ơi, có nghĩa là có đánh đập trong đầu, đánh đập hai chữ mới đó hả? Ấy là cái nó không tới mức độ đó. Coi như là nó chỉ là nhắc chừng, nhắc khéo thôi. Chuyện nào mà có cái gì mà mình phát hiện được cái gì đó chính xác thì cái chuyện gì nó tùy theo mức độ. Nhưng mà giờ rủi như có cái gì chính xác thì anh định làm gì? Tùy theo mức độ chính xác là ví dụ chính xác về tin nhắn hay chính xác về gặp mặt. Bây giờ rủi ví dụ là vợ anh đi làm, có ông sếp nào đó hôm nay tới giao dịch gì đấy rồi mời vợ anh đi ăn cơm trưa để bàn công việc, rồi mà anh tình cờ đi ngang thấy vợ anh đang ngồi ăn cơm trưa với một cái anh nào đó thì lúc đó anh xử trí thì sao? Chưa có nắm bắt là cái người đó là khách hàng hay là người bạn trai hay gì. Có thể là mình bỏ qua rồi xong rồi về sẽ hỏi em có đi đâu với ai hay có không. Có nghĩa là cái khúc đó anh thấy là anh lơ luôn, chứ anh không bắt gặp tại trận. Không thể nào vô đó, tại vì mình có thể làm bẻ mặt vợ mình, nhiều khi khách hàng ở này kia. Mình có thể về tối hỏi bữa nay em có gặp ai hay không. Hay vợ mình có giấu giếm, nếu mà giấu giếm khách hàng thì có gì đâu phải giấu giếm. Nếu mà có đen tối thì giấu giếm thì mình sẽ nói hôm nay anh đã thấy em ngồi với ai ở quán nào. Em có cái chuyện gì đó mờ ám em giấu anh này kia. Thì mới đầu từ chuyện đó em có thay đổi được hay không? Còn nếu mà không thay đổi được thì nếu mà một lần sau anh bắt được thì sao? Nếu mà cũng là đối tượng đó nha là hả em tự biết rồi như thế nào thôi.
Tại vì chưa Tường nó đẩy chưa tới mức độ chưa gặp cái tình huống đó. Không biết là cái khúc đó cái bức xúc của mình nó dâng lên tới chỗ nào, tới đỉnh điểm chưa, hay là nó còn kiềm chế được, hay là còn suy nghĩ được, nhiều khi nó quá giới hạn.